Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ giải thích cho các bạn về cái việc thanh toán tiền của Western Union vào năm 2020. Thì năm 2020 nó có nhiều cái thay đổi trong cái quá trình thanh toán Western Union. Thì những cái người mà làm YouTube có kinh nghiệm hay là những người mà mới làm thì đều gặp phải khó khăn. Cái khó khăn ở đây không phải là cái kỹ thuật hay là về điều khoản gì cả, mà ở đây nó là do những cái rắc rối của cái chế tài của cái xã hội Việt Nam này nó gây ra. Cho Western Union nó là một cái dịch vụ chuyển tiền, và đến hàng ngày là các bạn cứ chuyển vào là các bạn, nó gửi cho các bạn 10 mã số, và các bạn đem chứng minh nhân dân ra bất kỳ ngân hàng nào có cái quầy Western Union nó sẽ thanh toán cho các bạn. Thì đây là tôi đã nói là năm nay là nó sẽ bắt phải là chuyển khoản và tài khoản. Đấy. Chuyển khoản và tài khoản cho các bạn chứ không trả tại quầy. Thì bây giờ nhiều bạn hỏi là cái tiền Western Union tháng 1 thì nó có quay về lại tháng sau không? Thì mình khẳng định là nó không quay về thế này. Thì khi mà cái Western Union nó phát hành rồi này, đây lịch thanh toán của Western Union này, các bạn nhìn nhé. Bạn cần nhận thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành. Đấy. Nếu không, số tiền này sẽ được trả lại và cộng vào tài khoản Ascend của bạn. Đấy. Thế nó đã phát hành cái này trong vòng 60 ngày. Đấy. Thì mình không có một động thái nào mà để can thiệp để cái số tiền này nó được trả lại cả. Và các bạn phải chờ 60 ngày thì mới thanh toán được cái tiền ở tháng 1. Đấy. Thì như mình nói là các bạn bây giờ chỉ có cái thằng ngân hàng Agribank như này, nó vẫn chấp nhận đây này. Những giao dịch này chỉ được chi trả qua hình thức ABMT trên hệ thống e-mobile banking của Agribank, hoặc là người nhận liên lạc với đầu gửi để chuyển vào tài khoản. Thì cái e-mobile banking thì các bạn ra ngân hàng Agribank, các bạn đăng ký 10 tài khoản chính chủ các bạn, trùng với cái thông tin mà của Google AdSense mà bạn đăng ký các thông tin về thanh toán của Western Union. Đấy, thì nó sẽ trả cho bạn ngay. Sử dụng chúng ta phải mở tài khoản. Mở tài khoản là để nhận tiền về. Còn phát hành ATM ấy là để ra các cái máy rút tiền. Rút tiền về, còn không thì các bạn lại phải ra ngân hàng lấy tiền. Đấy. Thì mở một tài khoản Agribank 150.000. Rồi yêu cầu dịch vụ e-mobile banking của nó là các bạn làm được. Đấy. Hoặc nếu mà các bạn chỉ có cái cách đó thì các bạn mới có thể rút được tiền tháng 1 vừa rồi. Đấy. Còn một số ngân hàng khác nó cũng có cái dịch vụ Western Union này, nhưng mà ví dụ như Techcombank thì trên ứng dụng của nó, trên tất cả trang web của nó có mục đó nhưng mà không thể rút được tiền. Thì tôi đã làm thành công trên Agribank thì tôi sẽ bảo các bạn thôi. Còn cái văn bản ở Việt Nam thì chúng ta cũng không thể biết trước được tương lai gì. Cái quan trọng ở đây là chúng ta phải làm sao mà để rút được cái tiền tháng 1 nó đang nợ động rồi. Thế này thì từ ngày 7 tháng 1 năm 2020 thì đấy. Thì bây giờ mà tôi mới rút được vào ngày 22 tháng 1. Thì các bạn nên đăng ký nhanh một cái này, bỏ 150.000 ra để lấy lại số tiền mà mình đáng được hưởng đấy. Cho tốt nhất. Còn nếu mà các bạn không muốn bỏ 150.000 ra này thì theo Google AdSense này, lịch thanh toán của nó thì các bạn phải nhận thanh toán này trong vòng 60 ngày. Từ phát hành nên thành ra 60 ngày là 2 tháng. Nếu mà trong vòng 2 tháng các bạn không có động tĩnh gì, không thể giải quyết được số tiền này thì nó mới trở về được cái tài khoản của các bạn. Đấy. Còn cái vấn đề nữa đó là cái tài khoản Google AdSense này. Đây. Thì bây giờ mình sẽ không thể dùng được Western Union nữa vì nó vẫn thể sử dụng được theo kiểu là của Agribank ấy. Agribank. Nhưng mà mình cũng không thể biết chắc chắn được cái thằng Agribank này
thì có đến một ngày nó lại ra một cái văn bản khác hay không thì mình cũng không biết được. Thì tôi tốt nhất các bạn làm theo cái phương pháp là quản lý phương thức thanh toán là các bạn chuyển vào tài khoản của các bạn này. Thế nhiều bạn hỏi là nó sẽ chuyển tiền đô hay là tiền Việt. Đấy. Thì nếu mà ngày xưa tại quầy các bạn thích chọn tiền đô thì nó sẽ đầu tiên là nó sẽ thanh toán bằng tiền đô. Sau đó các bạn yêu cầu chuyển thành tiền Việt thì nó sẽ thanh toán bằng tiền Việt. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn nhận thông thường các tài khoản thanh toán ở các ngân hàng Việt Nam khi các bạn mở nó là tiền Việt. Còn các bạn mà muốn mở tài khoản tiền đô cũng được nhưng mà phí nó cao hơn. Nên nếu mà các bạn mở những cái tài khoản ở Việt Nam thông thường thì khi mà các bạn nhận được ra tiền Việt. Đấy. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà để chọn được phương thức là quản lý thanh toán nhé. Rồi, bây giờ cái Western Union này mình không dùng nữa. Đây. Đây mình sửa đây, xóa bỏ hết đi này. Thế này là mình sẽ đây, mình đang nghĩ cách để xóa hết cái này đi. Đây mình cho thằng này là chính đi. Cho thằng này chính, mình xóa bỏ cái này đi. Xóa bỏ ngân hàng cũ của mình đi. Rồi. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ chọn là thêm phương thức thanh toán nhé. Đấy. Thì nó sẽ là thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới thì mình nhấn vào đây chọn cái dòng một này rồi thì bây giờ mình cái ID người thụ hưởng này không quan trọng mà mình tên tài khoản ngân hàng của mình như bây giờ tên tài khoản ngân hàng của mình là Vũ Thảo Nguyên đây. Đấy. Các bạn phải nhập cái tên của chủ tài khoản nhé là tên không dấu ở đây người ta ghi đây là cũng cũng không chuẩn lắm đâu. Và ghi này để dễ hiểu thôi. Đây số tài khoản này. Và cái mã này, cái mã suite này, cái mã suite này, suite code này là cái mã này các bạn lên. Mã suite code là nó giúp cho các bạn thanh toán nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Thì các bạn lên trên mạng các bạn gõ ngân hàng của mình mã suite code nó bao nhiêu nhá. Bây giờ tôi sẽ gõ là chủ tài khoản là Vũ Thảo Nguyên rồi. Nên ngân hàng là Techcombank. Cái ngân hàng là Techcombank. Techcom. Techcombank. Rồi. Cái ngân hàng là Techcombank. Và cái mã shipping này các bạn nhập vào. Đấy. Lên mạng Google tra của mình là VTC BVN VTC này BVN VX đấy. Cái số tài khoản của mình là 1903 903 1903 này 546 235 8015. Đấy, nhập lại số tài khoản mình copy ở trên, paste xuống dưới. C còn chủ V. Đấy. Thì ở dưới này là mình chọn là đặt làm phương thức thanh toán chính nhé, còn mấy cái trên được bỏ qua nhé. Đấy. Như vậy. Đấy. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là khi mà thanh toán nó sẽ chuyển đến cái tài khoản ngân hàng này. Còn nếu mà các bạn vẫn thích tiếp tục mà dùng Western Union thì các bạn vẫn có thể sử dụng được trên cái em mobile banking của Agribank và một số ngân hàng khác nhưng mà mình cũng nghĩ là nó không nên. Vì ở cái Việt Nam này thì chính sách của nó thay đổi liên tục. Mục đích là gây bất lợi cho cho cá nhân thôi chứ còn không phải là tốt hơn cho cá nhân. Nó làm này để nó khống chế quản lý được các bạn số tiền đầu vào các bạn là nó chế tài nó áp thuế thu nhập cá nhân cho các bạn đấy, và nó thực ra nó rất là gây rắc rối cho người dùng đang quen dùng Western Union nhanh đi đâu cũng có thì bây giờ phải chuyển tiền vào tài khoản đây đấy thì các bạn làm như mình vừa rồi nhá. Chúc các bạn thành công.